Thực hiện kế hoạch số 169 KHUBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức ăn bán trú năm 2022. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thủy Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Ba, trưởng phòng y tế huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tới kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú tại các trường tiểu học Núi Đèo, trường mầm non Núi Đèo, trường mầm non Tuổi Thơ Xanh, trường mầm non thị trấn Minh Đức và trường mầm non xã Tam Hưng. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành kiểm tra các thủ tục hồ sơ hành chính và kiểm tra thực tế tại các bếp ăn và khu chế biến của các nhà trường. Qua kiểm tra về thủ tục hồ sơ hành chính, các trường đã xuất trình được tương đối đầy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến thức ăn như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm và hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp, có đầy đủ sổ sách ghi chép về thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kiểm tra thực tế tại các bếp ăn và khu chế biến, đoàn kiểm tra ghi nhận vệ sinh nội ngoại cảnh sạch sẽ, bếp ăn được thiết kế theo đúng nguyên tắc một chiều, trang bị đồ dùng, dụng cụ nhà bếp theo quy định, đáp ứng cơ bản các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Ban giám hiệu các nhà trường thường xuyên kiểm tra về thực hiện tổ chức nuôi ăn, điều chỉnh các chất trong khẩu phần ăn, đảm bảo đủ lượng, đủ chất, thực đơn phù hợp theo mùa. Nhân viên nấu ăn có chứng chỉ, bằng cấp, được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và được khám sức khỏe định kỳ, thực hành tốt theo đúng 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Các nhà trường đều đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm, quy trình kiểm tra, tiếp nhận đảm bảo. Đặc biệt tại trường mầm non Núi Đèo đã tận dụng quỹ đất trong khuôn viên của nhà trường để tự trồng rau xanh. Việc tự trồng rau xanh này không chỉ giúp tăng lượng rau xanh trong mỗi bữa ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của nhà trường, mà còn tạo kỹ năng sống và giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường. Các nhà trường cũng đã bố trí khu vực nấu ăn, chế biến gọn gàng, ngăn nắp, dụng cụ nhà bếp và các khay đựng thức ăn của các cháu được phân loại sắp xếp cẩn thận. Qua test nhanh mẫu đĩa, bát và thức ăn lưu tại tủ lưu mẫu cho thấy đều đạt tiêu chuẩn cho phép và đảm bảo an toàn thực phẩm. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tham gia góp ý và đề nghị các nhà trường khắc phục các tồn tại để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Các nhà trường cần tiếp tục nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm, đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên nguồn nhập các loại thực phẩm trước khi vào bếp ăn, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường học đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Với số lượng học sinh nội trú và bán trú ngày càng tăng, đòi hỏi việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể là rất quan trọng. Việc kiểm tra tại các trường học là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học, phát hiện và cảnh báo các mối nguy cơ mất an toàn thực phẩm, xử lý trường hợp vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong trường học nhằm góp phần làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.